Thị trường cuối tuần ngày 12 tháng 8, một chuỗi sự rung lắc đầu phiên, nhưng cuối phiên tăng điểm rất là tốt. Và sự kích thước tăng điểm này đến rất nhiều bởi một số mã cổ phiếu được lan tỏa sau khi kiểm tra những đường MA10, đường MA20 rút chân rất là tốt. Và kết thúc một cái nến tuần, đó là cái nến từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 8, thị trường nó tăng điểm rất là đẹp và vượt lên trên vùng 1260. Và một hỏi đặt ra là thị trường chúng ta trong cái tuần sau, một cái tuần mà đó là quá sinh sẽ diễn biến như thế nào, và cũng như là tâm lý thị trường sẽ đi về đâu, liệu rằng có tiến tới tiếp cận những vùng kháng cự như là vùng 1285 cộng trừ hay không, hay chúng ta sẽ về lại kiểm tra những vùng đó, vùng 1250 cộng trừ. Thì mọi người cùng xem hết video này cùng Vừa Rồi Chứng Khoán nhé. Thì chào mừng mọi người đến với channel Vừa Rồi Chứng Khoán và đồng Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay sẽ cùng trò chuyện mọi người ở cái video này, và rất mong mọi người hãy một chút thời gian, nếu thích video của Vừa Rồi Chứng Khoán nhớ đăng ký kênh nữa nhé mọi người. Thì trước khi đến phần video, rất mong mọi người hãy bấm vào phần mô tả để xem một số cái người đầu có nốt ở đây, đó là rút cộng đồng này, hay là rút cộng đồng, hay là TikTok, hay là bay cá nhân, hay website. Mời cùng tham gia cùng người đầu chứng khoán nhé. Người đầu có để trong người một số cái điểm nốt ở phần dưới comment luôn. Hiện tại thì người đầu cũng chia sẻ rất nhiều trong rút cộng đồng, như là mua bán một số mã phiếu gì, hay là canh mua như thế nào, hay là thị trường như thế nào. Mời cùng tham gia cùng người đầu chứng khoán nhé. Thì để không mất thời gian của mọi người, chúng đến trực tiếp với phần video thôi ạ. Thì đầu tiên chúng thấy thế này, đó là chúng ta trong cái tuần vừa qua là một tuần du lịch mà bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố thông tin. Đó là thông tin diễn ra vào cuối tuần, đó là thông tin của chỉ báo số thất nghiệp của Mỹ, hay là thông tin diễn ra trong tuần chỉ số về số CPI, chỉ số lạm phát của Mỹ. Thì thời gian vừa qua thì được coi là dòng tiền hưởng ứng cái vấn đề về chỉ số lạm phát của Mỹ được tung ra hưởng rất là nhiều, và khả năng rất là cao sẽ được kéo dòng tiền ngắn hạn nhảy vào trường chúng ta. Tại vì sao như vậy? Khi mà chúng thấy một điều á, là chỉ số CPI của Mỹ nó thấp hơn so với mức dự kiến và thấp hơn so với tháng trước nữa, đúng mọi người. Thì những yếu tố này cho thấy là cái khả năng tích cực hơn của về thị trường đã xuất hiện nhiều hơn, và chúng ta kỳ vọng được là dòng tiền ngắn hạn sẽ nhảy vào nhiều hơn. Nhưng dòng tiền ngắn hạn sẽ không nhảy vào với chủ chứng khoán, người đồng nghĩ như vậy. Tại vì sao? Tại vì chứng khoán đã đi trước một đoạn rồi, đã bị rõ trước một đoạn rồi. Đó là yếu tố tại sao mà thời gian vừa qua thị trường như là Dow Jones, thị trường châu Âu tăng điểm rất là tốt, khi họ nhìn nhận được cái vấn đề về chỉ số lạm phát có thể bị giảm rồi. Và cái vấn đề chỉ số lạm phát giảm thì người đó phân tích trong người rất kỹ càng ở trong những cái video này rồi. Thì nó đến rất là nhiều từ những cái câu chuyện, rất là nhiều từ những câu chuyện, đó là đây, câu chuyện từ giá xe ô tô giảm này, hay là giá dầu giảm này. Đấy, nhưng vấn đề về giá nhà cho thuê vẫn chưa giảm. Đó là một yếu tố tại sao chúng ta vẫn chưa có thể lập luận một cách chắc chẽ được là khả năng trong tháng 8 hay tháng 9 nó sẽ là vùng đỉnh. Chứ nó cùng vẫn phải chờ đợi cái vùng chỉ số CPI của tháng 8 để biết rõ hơn. Nhưng nhìn chung là hiện tại chúng ta thấy được cái vùng đỉnh của chỉ số CPI đang quanh tháng 8 tháng 9 rồi. Thì đó là có thể sự thoải mái hơn cho vấn đề đầu tư trong thời gian sắp tới. Nhưng mà thị trường chứng khoán thì đã đi một đoạn khá là xa rồi. Nếu mọi người đã biết rồi, đi từ cái đoạn từ 1150 tới bây giờ rồi. Hay là chúng ta nhìn nhận về Dow Jones đi, thì thấy là thị trường Dow Jones đã đi một cái đoạn khá là xa. Bắt đầu từ những cái vùng đó là vùng 30.000 mà tăng bây giờ lên tới tận 33.300 rồi, một số rất là cao rồi đó mọi người. Chính vì thế thì cái dư địa của thị trường chứng khoán tăng không phải là quá là cao nữa, nhưng nó có thể kéo lên được một số thị trường khác, một số kênh đầu tư khác. Thì đầu tuần ngày 8 tháng 8, người đó nhận định thị trường như sau, đó là thị trường chúng ta hiện tại đã có một cái tuần tăng điểm cực kỳ tốt, tiến về vùng 1252. Nhưng đối với cái mức tăng này thì chúng ta khả năng còn sẽ tăng nữa, nhưng về xuống ngắn hạn thì chúng ta có thể chỉnh rất là cao. Khi mà thấy một điều á, là rất nhiều những cái đường kháng cự đã gặp xuất hiện nhiều hơn. Khi là chúng thấy một điều là VN30 hoặc là VN chúng ta bắt đầu tiệm cận những vùng kháng cự là đường 20 của tuần rồi. Một vấn đề nữa đó là trong một quá trình tăng điểm của thị trường, chúng ta đã tăng từ ngày 26 tháng 7 tới bây giờ đã hơn 20% rồi. Những yếu tố này cho thấy là khả năng chốt lời sẽ được diễn ra rất là nhiều vào những cái vùng đó, vùng ngày diễn ra vào những cái vùng đó, vùng tuần này, đặc biệt nhất là quanh vùng đó, vùng 1260 đó, người ta ghi sẵn ở đây. Và khả năng sẽ dựa cơ cái câu chuyện đó là chỉ số CPI để đè giá cổ phiếu để giảm điểm. Và nhìn chung thì câu chuyện của số CPI chúng ta dự đoán được là khả năng tháng 7, tháng 8 sẽ là cái vùng đỉnh của thị trường rồi, đỉnh của thị trường chỉ số CPI rồi, của Mỹ rồi. Và nhìn chung thì chúng ta sẽ có một cái tháng 8 rất là khả quan về đầu tư, và đặc biệt nhất là có thể tới được đầu tháng 9. Nhưng sau giai đoạn đó thì rất là khó khăn. Chính vì thế ta vẫn có thể đầu tư được cho đến cái vùng đó, vùng kháng cự tầm 1260 cho đến vùng 1285 cộng trừ, quanh vùng đó. Và thời gian sẽ là quanh quẩn tầm cuối tháng 8 đầu tháng 9. Góc nhìn người đó sẽ như vậy.
Và mình biết đó thì người đó có đưa ra một số cái mà phiếu đầu tư trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt nhất là nói câu chuyện của ngày hôm nay đi. Thì trước đó mọi người có theo dõi video người đó rồi, mình biết rồi người đó đã bán ra. Cái đoạn đó là cái đoạn mà chúng ta tìm cận những cái vùng, đó là vùng 12667 này, 1270 này. Tại vì sao? Tại vì người đó thấy được là cái góc nhìn thị trường nó không phải quá là mạnh, đó video ngày hôm qua rồi nhắn rất là rõ này. Đấy, thị trường này hôm phấn có thể tiến tới những cái vùng đó, vùng 1270 cùng trừ. Và khả năng rung rắc rất là mạnh, chúng ta thay vì đó chúng ta nên bán ra và đợi khi mà nó kiểm tra lại nó sẽ mua và canh cái nhịp mua đó sẽ tiến về những vùng đó, vùng 1285 cho đến vùng 1003 chúng ta sẽ bán. Đó thì ngắn hạn chúng ta nên bán, còn trung hạn có thể giữ tiếp cổ phiếu được. Chúng nhìn thị trường như vậy. Và riêng ngày hôm qua cũng có nhắc bán một số mã phiếu rất là nhiều. Ngày hôm thứ tư khi mà phân tích cho mọi người thấy được là rất nhiều những mã cổ phiếu hiện tại có hiệu là phân kỳ 2-3 đỉnh của MACD rồi, một thế này. Như là những ngành chứng khoán AI này, đó hay là một số mã phiếu khác đã phân tích rồi. Thì cho tới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ canh mua lại. Thì đặc biệt nhất là hôm nay thứ sáu thì cũng canh mua lại một số mã phiếu khi mà người ta phân tích cho khách hàng như sau. Đó là kịch bản của ngày hôm nay là khả năng sẽ về kiểm tra lại những vùng hỗ trợ, chẳng hạn là vùng 1240 đến vùng 1250. Và kịch bản thì chúng ta trong phiên hôm nay người đồng nghĩ là sẽ tìm cận những vùng đó, xong rồi sẽ lên lại mà thôi nhá. Và tâm lý chốt lời sẽ được lan rộng này qua nhiều nhóm ngành cổ phiếu, đặc biệt nhất là chạm 1 giờ khi xuất hiện nhiều đỉnh thì sẽ bị bán rất mạnh. Và tuần sau sẽ có một tuần đoạn vắc xin, cho nên là kịch bản của thị trường người đồng nghĩ sẽ là viên mãn nhất, đó là thì chúng ta sẽ kéo dốc lên để tạo cho một cái tháng 8 tăng điểm rất là tốt, để làm chỉ số đẹp cho một số quỹ đầu tư. Và hiện tại thì người đó xem xét về phái sinh, người thấy được là money market á, hiện tại là một số cái tàu lọc họ đang cầm khá nhiều cái lượng long, lân xuống lượng long liên tục qua lệnh OI rồi, cho nên thấy được là khả năng cái ngày đoạn vệ sinh của tuần sau sẽ một cái tháng gọi là cái tuần mà tăng điểm rất là cao. Nhưng để mà nói cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ là một cái vùng khó khăn, cho nên kịch bản của chúng ta thì vẫn có thể dao động quanh vùng đó, vùng 1280 cho đến vùng 1003, và quanh đó bán cho giai đoạn cuối tuần, cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Và chúng ta nên cân nhắc mua một số mã phiếu người đầu nhắn ở đây. Đó, riêng vào lúc 8:30 người đầu nhắn mọi người ưu tiên mua những mã cổ phiếu như là Nam Kim, Hòa Phát và Hòa Sen. Đó, canh mua trước này và có thể dùng mã xin được với nhóm này, còn những mã phiếu nhóm khác thì người đầu vẫn chưa cân nhắc cho mua. Đấy, nhắn nhủ cho mọi người rất rõ ràng như vậy. Và trong phiên nhắc nhở mọi người ưu tiên mua liên tục giai đoạn 9 giờ. Thì hôm nay cũng có một cái quả gọi là tăng điểm rất tốt của nhóm ngành này, khi mà chúng thấy là một số mã phiếu như là Nam Kim này, Hòa Phát này, kể cả là Hoa Sen cũng đều tăng rất mạnh. Đặc biệt nhất là chúng thấy là Hoa Sen tăng trần này, hay là Nam Kim tăng tận gần 6%. Thì tổng quan cho người như vậy. Thì thời gian vừa qua thì mình biết rồi, cũng rất nhiều thông tin được đưa ra, những thông tin liên quan tới vấn đề đó là chứng khoán đã đi qua cái thời gian đó là gấu chưa, tiến tới giai đoạn đó là giai đoạn bò húc hay chưa. Đó, rất nhiều thông tin này được xảy ra khi mà thấy rằng là cái tỷ số tăng điểm của một số thị trường như Nasdaq của Mỹ vân vân đã tăng một mức gần như 2% rồi, và người ta nghĩ rằng là chúng ta đã quay trở lại mức gấu, xin lỗi mọi người, mức bò tót, như là nghĩ là sẽ không có dấu chuyện ở đâu. Khả năng là chúng ta sẽ có một phiên rung lắc nào đó quanh những cái vùng đó, là vùng chơi về những cái nền hỗ trợ, khi mà trong quý 3, quý 4 mọi người có xem cái video này của người đó này, cái video người đó phân tích về vĩ mô ở cuối năm những yếu tố này, thì mình biết rồi là khả năng cái những cái khó khăn của thế giới sẽ diễn ra vào quý 3 và quý 4 của năm nay rất là nhiều, đặc biệt nhất là những cái đáy, chúng ta tìm đáy của lợi nhuận sẽ bắt đầu diễn ra trong cái thời điểm cuối này. Đó, như vậy thì câu chuyện đó, câu chuyện thấy rất là nhiều. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện về dùng tín dụng, mọi người, cái dùng tín dụng, khi mà thời gian vừa qua rất nhiều những bài báo lắc cải nó đăng rất là nhiều, lần nào là tăng 24% dùng tín dụng này, rồi tăng 25%, 30%, rồi là 20%, rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải thấy một điều á, là cái việc tăng rất khó khăn, và đã phân tích trong cái video đó là video mà những cái vấn đề vĩ mô được cuối năm mà đã phân tích rất là rõ ràng cho mọi người rồi, đó là cái sự khó khăn của vấn đề tăng dùng tín dụng rồi đó, rất rõ ràng cho mọi người. Và hiện tại thì thống đốc của chúng ta cũng đề cập như vậy rất rõ ràng, những khó khăn thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều ở đây, mọi người thể đọc thử nhé. Đó là những vấn đề là muốn chia sẻ cho mọi người ở trong video này. Thì mới đến với phần nhận định thị trường của chart kỹ thuật nhé. Thì thấy một điều á, là thị trường chart kỹ thuật thì thấy là hiện tại nhá, thị trường chúng ta thì có một cái cây nến, đó là cây nến đảo chiều sau khi kiểm tra đường EMA10 thành công, đó là vùng 1240 vùng 1246 cùng trừ rút chân. Nhìn chung thì hôm nay thanh khoản không phải quá là cao, tại vì hôm qua lực bán mạnh, lực mua mạnh thì dẫn tới thanh khoản cao. Thì hôm nay thì dòng tiền thì nó vẫn mang tính lưỡng lự và chưa có dấu hiệu là bứt thoát mạnh. Đa phần là nhà đầu tư vừa đang quan sát thử là liệu rằng phiên nay có vượt qua được cái vùng đó, vùng kháng cự tầm 1260 không. Và chúng thấy một điều là giai đoạn cuối phiên, đặc biệt là phiên ATC,
thì chúng ta đã vượt lên vùng đó vùng 260. Thì nhìn chung là một cái sự kéo cố của thị trường chúng ta, và dẫn tới là giết sọt cũng có thể xảy ra. Và nhờ yếu tố này dẫn tới là cái chặt tuần thị trường chúng ta khá là đẹp, khi mà cái chặt tuần chúng ta đã tiềm cận những cái vùng đó là vùng 1284 cộng trừ rồi, cũng như đường MA 20, và trước đó đã kiểm tra vùng MA 10 của chặt tuần và rút chân rất là đẹp trong cái chặt tuần ngày hôm nay. Và trường ta đã chính thức có 5 phiên tăng điểm liên tiếp, và khả năng rất là cao là ở cái tuần sau cũng như là cái tuần sau nữa sẽ là một cái tuần khó khăn của thị trường ta khi mà dao động quanh đường MA 20 nhá. Đó, góc nhìn của chúng ta sẽ như vậy khi mà rất nhiều mã phiếu đã từng khó khăn trước ngưỡng MA 20 như là BIDV này. Đó, khó khăn này cũng là một cây retest này, kiểm tra này khá khó chịu đúng không? Hay là mã phiếu là CTG này. Đó là một phiên mà hôm nay phải kiểm tra lại, gần như là kiểm tra đường MA 20 này. Đó, rất nhiều mã phiếu như vậy. Còn về VN30 thì sao? VN30 thì đoàn nghĩ đó, là góc nhìn chúng ta thì VN10 cũng đang đi chậm hơn VN chúng ta, nhưng nó đang mang tính điều tiết phát sinh rất là nhiều, và dẫn tới là nó đang đóng cửa quanh ngưỡng là ngưỡng MA10 thì vẫn chấp nhận được, và biên độ tăng nó sẽ tiến tới cái vùng là vùng 1.3 cho đến vùng 1.320 nhá mọi người. Nhìn chung như vậy. Còn về cái chặt ngày thì hiện tại thì VN30 chúng ta cũng đã một cái nến rút chân sau khi kiểm tra đường MA10, nhưng về chặt 1 giờ thì chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu là khỏe lên gì cả. Khi mà thấy là chặt 1 giờ của thị trường chúng ta thì hiện tại cũng đang có dấu hiệu là đang có dấu hiệu phân kỳ âm và chưa dấu hiệu là khỏe lên. Tức là sao mọi người? Tức là chúng ta thì vẫn đang có dấu hiệu là dốc lên như thế này, nhưng mà nhìn chung thì về MACD chúng ta thì vẫn đang dốc xuống thế này. Đó là dấu hiệu phân kỳ, vẫn chưa dấu hiệu đảo chiều nhá. Đặc biệt nhất là VN10 cũng tương đồng như vậy luôn. Có một số mã phiếu đang có dấu hiệu đảo chiều khỏe, như ví dụ như là Nam Kim này, Hoa Sen thì có dấu hiệu đảo chiều rất khỏe, đặc biệt nhất là Hoa Sen có dấu hiệu đảo chiều này. Đó, và đã tạo ra tiếp tục thêm một vùng đáy của chặt 1 giờ nữa nhá. Thì nhiều mã phiếu đã từng đánh kiểu thế này, một số mã phiếu như thế nào đó, mà mã phiếu VCG khi mà đánh trần rất khỏe là tại vì nó trước đó là từng trải qua cái khó khăn như vậy. Mình thấy này, cái dấu hiệu phân kỳ của nó rất rõ ràng từ cái đoạn này đến 1 đến 2, đến 1 đến 2 và đây đến 3 nữa, dấu hiệu phân kỳ 3 đỉnh xuất hiện rất rõ ràng. Sau đó thì chúng ta đặc biệt nhất là mã phiếu VCG thì có giảm điểm rất mạnh về những kiểm tra những vùng hỗ trợ dưới, sau đó nó vẫn có tìm được cái điểm cân bằng và lên lại, và cũng tương đồng với một số mã phiếu hiện tại cũng đang kỳ vọng cái việc đánh lên như vậy mới một số mã phiếu nhá. Đó, như vậy thì khả năng cho tuần sau sẽ như thế nào với trường chúng ta thì người đó có vẻ một con sóng năm, một sóng ES như sau. Đó là trường ta khả năng thì sẽ là một phiên kiểm tra lại cái vùng đó vùng 1240 cộng trừ, có nghĩa việc là tạm tâm một cái vùng sóng 4 ở đây, và khả năng sẽ tiến đến những cái vùng đó vùng 1280 cộng trừ để tạm tâm sóng 5 cùng một sóng hồi phục như thế này nhá. Thì trong quá trình nó lên như vậy thì tôi thấy là quá trình trước đó đã tạo một con sóng 5 giảm điều chỉnh rất mạnh như sóng ABC trong một con sóng 5 nhỏ đó, hay là con sóng ABC của ta tới cũng có thể thấy của thị trường chúng ta thì cũng tương tự như vậy cả. Chứ là khả năng là chúng ta sẽ quanh vùng đó vùng 1280 là một cái vùng mà kháng cự cực kỳ khó của thị trường ta, và khả năng chốt lời rất là nhiều xảy ra vùng này, cho nên mọi người nên thận trọng hơn quanh vùng đó nhé mọi người. Và có nhìn thị trường tuần sau thì người ta nghĩ là khả năng thị trường tuần sau sẽ là một cái vùng kiểm tra vùng đó vùng 1280 cộng trừ, người ta nghĩ như vậy với tôi góc nhìn tuần sau nhá. Và giai đoạn tuần sau là giai đoạn của ngày đó phát sinh nữa, cho nên là người đó vẫn đang kỳ vọng là ngày đó phát sinh sẽ là một ngày thị trường kéo dốc lên nhá, dốc lên để chốt đạo phát sinh một cái phiên rất là đẹp. Thì tổng quan cho người như vậy thì chúng ta sẽ đến với sơ lược một số mã phiếu, một số nhóm ngành nhé mọi người. Thì đầu tiên là đến một số cái nhóm ngành, một số nhóm ngành như là nhóm ngành banh nhá, thì cũng sẽ có những cái dạng cổ phiếu như là ACB, cũng là sẽ là những mã phiếu mà nó kiểm tra đường MA 20 rút chân rất là đẹp đúng không mọi người. Và trước mắt là kỳ vọng là sẽ ví dụ là cố gắng bứt thoát lại cái vùng kháng cự cũ của nó trong tầm 2-3 cái nến sắp tới, mà nó không vượt được cái vùng kháng cự cũ thì có nghĩa là khả năng sẽ phân phối vùng này rất là cao, cho nên sẽ phải bán ra một số mã phiếu dạng như thế này nhá. Nó cũng nhìn chúng ta như vậy. Một số mã phiếu tiếp tục như là mã phiếu là Tiên Phong Bank này, hay là Techcombank này, đó cũng đều như mã phiếu kiểm tra những đường MA 10 rút chân, và chúng ta vẫn đang kỳ vọng là những cái phiên này sẽ là những cái phiên mà nó khả năng sẽ quay trở lại vượt được cái vùng kháng cự này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng thêm được nữa, còn không nó chặn cái vùng kháng cự này mà nó quay đầu trở lại thì phải bán nha mọi người. Đó, tìm cho mọi người một số mã phiếu như vậy. SHB này cũng tương đồng như vậy nhá. Test MA 20 rút chân này, rồi là ABB này. Đó, cũng tương đồng như vậy cả, được kiểm tra đường MA 10 rút chân. Chưa gì xấu với những mã phiếu này. Nhìn chung thì tiếp tục chúng ta quan sát thử là cái đường MA 20 của nó, xem mọi người cái đường kháng cự của nó có nó vượt được một đường kháng cự này không. Nếu vượt được cái đường kháng cự này thì khả năng nó sẽ tiếp tục đi tiếp một đoạn nữa, còn không thì nó sẽ quay đầu lại rất mạnh đó nhá. Một số mã phiếu dòng chứng khoán thì sao? Như là SI hay là VND, rồi kể cả là mã phiếu VCI, FTS đều chịu rút chân cả sau khi kiểm tra đường MA 10. Nhưng nhìn chung là nhóm này thì nhóm tăng khá là mạnh trong thời gian vừa qua rồi, cũng đã chạm những vùng kháng cự khá là cứng rồi.
Cho nên người ta nghĩ là giai đoạn sắp tới sẽ một giai đoạn mà mã phiếu này sẽ chạy thêm một cây nữa cho rút chân và giảm nhá. Đó, người ta sẽ ưu tiên cái góc nhìn như vậy, cho nên người ta sẽ cứ nhắc mua mã phiếu này ít thôi. Trong năm mã phiếu ở cuối video, người ta sẽ nghĩ là sẽ giúp cho người một góc nhìn nào đó trong đoạn cực kỳ ngắn hạn nhá. Tiếp tục ngành chứng khoán này, xong chứng ngành chứng khoán, chúng ta đến với nhóm ngành bất động sản sẽ như thế nào. Bất động sản thấy là có hai dạng, bất động sản công nghiệp và bất động sản dân cư. Thì đầu tiên bất động sản công nghiệp thì thấy là những mã phiếu như là VCG này, rồi là KBC, những mã phiếu này chạy rất khỏe và đang chạy đầu, như là KBC, rồi là xem mọi người VCG này, KBC này, đó chạy rất khỏe, sau kiểm tra vùng hỗ trợ rút chân, rồi là SSC, rồi là IDC cũng đều rất khỏe cả. Nhìn chung thì những mã phiếu này nó đang hiệu tạo đỉnh phân kỳ chứ không phải là quá trình lên mua. Thật sự như vậy nhé, người đó nhắc nhở mọi người kỹ đến như vậy một số mã phiếu như này, vì chúng thấy một điều này, phân kỳ của nó rất rõ ràng, cũng chặt một chặt daily luôn chứ mà chặt một giờ nữa, thấy không, sự phân kỳ nó rất rõ ràng, cho nên chúng ta nên thận trọng hơn giai đoạn này đó. Rồi một số mã phiếu như là VCG cũng tương đồng như vậy nhé, khá là nguy hiểm ở cái chặt bây giờ, nên ta cố gắng đu theo hoặc là chạy đuổi theo nhé. Đó, sẽ được mọi người như vậy. Về một số mã phiếu ngành bất động sản như thế nào, đấy là một số mã phiếu như là Khang Điền này đó, hay là Lam Long hay Đất Xanh đều có dự là kiểm tra cả, nhưng điểm mua ta hiện tại vẫn chưa có, khi nó đang chạm những vùng kháng cự phía trên mà chưa hiểu tích lũy lại đủ nhiều hoặc rung lắc đủ nhiều để chúng ta mua, nên trước mắt nhóm ngành này cũng là chưa phải nhóm ngành người đó đang ưu tiên để mua. Kế tiếp cũng sẽ một số mã phiếu như Shell hay là Đất thì người sẽ quan tâm nhiều hơn, đặc biệt nhất là Shell nhá. Rồi tiếp tục xem một số mã phiếu khác nữa của nhóm ngành đó, nhóm ngành dầu khí nhá, như là BVD rồi là BVS đó. Nhưng mã phiếu này người đó nghĩ là không nên mua nhá, tại vì sao? Tại vì là sắp tới nó sẽ giống với giai đoạn này này, nó sẽ cố gắng chạy nước rút thật là nhanh, sau đó phân phối đó, chạy nước rút thật là nhanh để phân phối này đó, cho nên chúng ta không nên mua nhá. Rất nhiều mã phiếu cũng như vậy, như BVD cũng như vậy, cũng tương đồng như vậy này, rất nhiều đoạn chạy rất nhanh phân phối, sau đó giảm rất là mạnh, chúng ta không kịp bán ra. BR cũng là mã phiếu người đó nghĩ là chúng ta nên cân nhắc, nếu như nó về những vùng đó, vùng tầm 26-28 sẽ bán ra nha mọi người đó, nó chạy nước rút rất là nhanh nên chúng ta không nên mua đuổi nhá. Rồi tiếp tục trong người một số mã phiếu nhóm ngành xây lắp thì sao? Các bạn thấy một số mã phiếu như là HBC, rồi là VCG, VGC, VGC, rồi FCN đều như mã phiếu hiện tại vẫn chưa điểm mua, đặc biệt nhất là kiểm tra đường 20. Nhưng cái điểm kiểm tra 20 này vẫn chưa đủ cơ sở, tại vì là dấu hiệu phân kỳ của chặt 1 giờ vẫn còn hiện hữu ở đây, cho nên vẫn chưa mua được nhá. Người đồng nghĩ cứ từ từ chờ đợi thôi. Tiếp tục ngành thép thì người đồng nghĩ là hiện tại khá khỏe, đặc biệt nhất là những mã phiếu như là Hoa Sen, Nam Kim, rồi là những mã phiếu như Hòa Phát rất là khỏe, khi mà người đó có nhắc định mua rất là nhiều trong thời gian vừa qua rồi. Đặc biệt nhất là những mã phiếu này thì thấy là cái dư địa tăng của nó rất là tốt, thì cuối video sẽ phân tích lại cho mọi người nhé. Thì chúng ta đến với những mã phiếu mà đoàn nghĩ là có thể mua được nhé, có thể mua được ở cái tuần sau, không chắc, tại vì là giai đoạn bây giờ người đoàn nhắc nhở mọi người luôn, đó là chúng ta nên mua từ 60-70% cái lượng tiền ra thôi, còn lại chúng ta sẽ cầm một khoản tiền cái để đó thôi và chuẩn bị sẵn không được dùng mặt xin giai đoạn này, nhắc nhở mọi người như vậy. Tại vì càng ngày càng lên cao, gặp mà khắc cực càng nhiều, chúng ta nên chủ động chốt và đứng ngoài sớm hơn khi thị trường ta rung lắc mạnh. Không nhìn là sẽ như vậy. Và nên an toàn, nên biết chúng ta đang ở đâu, thay vì chúng ta cứ mạo hiểm nhảy vào trong một cuộc chơi mà đầy đẫm máu. Thì sắp tới chắc chắn sẽ rất nhiều thông tin tốt được đưa ra. Và thông tin tốt được đưa ra đồng nghĩa việc là khả năng rất cao là dự phân phối sẽ rõ ràng hơn. Đó như vậy. Thì nếu mà mọi người mà nhớ thích video của Người Nói Chứng Khoán, nhớ thích video, nhớ đăng ký kênh nữa nhé mọi người. Thì mọi người tham gia một số đồng ở đây để cùng chia sẻ với người đòi nhá. Thì chúng ta đến với một số mã phiếu đòi cân nhắc mua. Thì là nghĩ là đầu tiên là mã phiếu là mã phiếu Hòa Phát. Thì khi ta mua mã phiếu này thì target chúng ta sẽ kỳ vọng là vùng giá 26-27-28. Đó thì cũng là tỷ lệ RR là khi ta mua ngay vùng này, tại kiểm tra về đây thì là chấp nhận lỗ tầm 6% thôi mọi người. Và tôi cắn đặt cái phần lợi nhuận chúng ta sẽ là quanh quẩn tầm vùng giá tầm 27 quanh vùng này, sẽ tỷ lệ là 1-2. Đó, lỗ 6% lợi nhuận tầm 12% nhá. Hiện trong mã phiếu này thì nó cũng đang cho thấy là cái dư địa tăng của nó tốt, tại vì sao? Nhưng mã phiếu ngành thép thì cái chặt, chúng ta coi chặt tuần thì hiểu này, nó vẫn chưa tăng nhiều, nó vẫn đang quanh những cái đường EMA 10 của chặt tuần. Theo đó những mã cổ phiếu như là dòng bất động sản nhá, như là Shell này đó, hay là DG này, Đất Xanh này, vân vân, đều chạm đường 20 cả rồi đó. Dòng chứng khoán thì SI rồi là VD, VC đều chạm đường 20 cả rồi và vượt lên trên rồi, cái dự định tăng nó không còn cao rồi đó. Rồi một số mã phiếu như là bất động sản công nghiệp này, VCG này, rồi kể cả những mã cổ phiếu như là SSC rồi KBC đều
chạm những đường 20 và qua những vùng kháng cự khá cứng rồi. Trong khi đó những mã cổ phiếu như là Hòa Phát này, Nam Kim này và Hoa Sen hiện tại vẫn đang điểm mua rất là tốt và chúng ta kỳ vọng được một đoạn nữa. Riêng Hoa Sen đã hết điểm mua rồi, còn một số mã phiếu như là Hòa Phát đó thì vẫn có điểm mua quanh quẩn vùng giá tầm 23 cộng trừ, hay là mã cổ phiếu Nam Kim cũng quanh quẩn vùng giá tầm 20 cộng trừ nhé mọi người, 20.5 cộng trừ. Thì tiếp tục một nhóm ngành, một mã phiếu nữa, người ta nghĩ là mã phiếu này chúng ta nên cân nhắc mạo hiểm một tí nếu như mà ông ta chấp nhận nhá. Thì đó là mã cổ phiếu, đó là mã phiếu ITA. ITA nếu mạo hiểm một tí có thể mua được quanh vùng giá 8. Chúng ta cũng sẽ đạt một kỳ vọng như sau, đạt một vùng điểm target ở đây. Chúng ta rủi ro như thế này, tầm 10%. 10%. Thì nó sẽ đạt một khoản lợi nhuận như thế nào? Từ từ mọi người đợi xíu nhá, đó khi ta mua vùng này chứ. Đây khi chúng ta mua ngay vùng giá hiện tại này thì nó sẽ đạt một khoảng target, cái vùng mà kỳ vọng phần lợi nhuận của chúng ta, rủi ro chúng ta là 5-6%. Còn phần lợi nhuận chúng ta sẽ như thế nào? Lợi nhuận chúng ta sẽ lên tới những vùng phía trên như sau. Đó, chúng ta sẽ đạt những vùng này, quanh vùng này nhá. Có thể thêm một cái cây nữa, gần như là tỷ lệ 1:3. Đó, tỷ lệ 1:3 gần như tỷ lệ 1:3. Cho nên chúng ta có thể cân nhắc mã phiếu này nhá, có thể thôi nhá. Hiện tại thì người đó sẽ không ưu tiên quá nhiều, tại vì là giai đoạn này sẽ cân nhắc quan sát kỹ trước khi người đó mua. Đó, chúng ta như vậy cũng đã có hiệu là tạo một đáy rồi, một đáy dốc lên rồi. Đáy này thì gần như là chưa hoàn thành này, đó một đáy dốc lên rồi. Vì trước mắt như vậy, đó những mã phiếu đó đang giúp đỡ cho mọi người nhìn nhận được là góc nhìn có thể mua bán được hay không nhá. Chứ đó sẽ không mang cái tính chất là phím hàng hay là khuyến nghị thực sự. Đó thì đang người đó chỉ mang trách nhiệm của người đó với khách hàng người đó thôi. Một mã phiếu nữa, đó là mã phiếu ngành chứng khoán, người đó nghĩ là SI hoặc là VD, đặc biệt nhất VD. VD thì dư địa tăng nó sẽ nhiều hơn. Khi chúng ta kỳ vọng là nó sẽ đây, sẽ tìm cận những cái vùng đó, vùng đường 20. Thay vì những mã phiếu kia vẫn chưa chặn thì mã phiếu này nó bắt đầu nó chạm thì nó sẽ có một khoản lợi nhuận tốt hơn và kỳ vọng lên được vùng giá tầm 26.5 cộng trừ nhá. Chúng coi về nến này thấy được là bắt đầu chạm những vùng đó, vùng 23.24 thì sẽ bán chẳng như vậy, còn xa hơn thì đợi những vùng đó là vùng tầm 20 xin lỗi mọi người, tầm 24 ta bán này, không phải đợi quanh vùng này, vùng này ta bán đó, vùng này người đó nghĩ là quanh vùng tầm 28-29-30 nhá. Đó là mã phiếu về dòng chứng khoán như vậy. Thì đó những mã phiếu đó nhắc nhở mọi người như vậy. Hiện tại thì người đó nghĩ rằng là hiện tại không phải là quá nhiều mà phiếu có thể mua được nhá, không phải là quá nhiều mà phiếu ta cân nhắc mua tốt được, chỉ một số mã phiếu như vậy thôi. Còn mang tính đầu cơ thì có thể quan tâm nhiều mã phiếu như là BVG, nhưng mà người đồng nghĩ là hiện tại cái phân phối mã phiếu này cũng khá là nhiều, cho nên mọi người cứ quan sát thử đã nhá. BVG hoặc là một số mã phiếu ví dụ như là DST này cũng là mã phiếu có thể quan tâm được này. Đó, hiện tại cũng đã vượt qua May và kiểm tra những vùng này, thì khả năng đi flash của May á thì đồng nghĩ là cũng sẽ một nhịp đó về kiểm tra lại những cái vùng phía trên như là vùng giá 10 cũng trừ như chẳng hạn như vậy. Đó là những mã phiếu đầu cơ nhá. Thì đó tổng kết cho mọi người như vậy. Thì mọi người muốn tham gia rung đồng người đầu chứng khoán hay muốn tham gia vào group VIP người đầu chứng khoán hay liên hệ tới số Zalo người đầu chứng khoán hoặc là tham gia một số rung đồng ở đây để được người đầu hỗ trợ nhá. Đây rung đồng người đầu ở đây, rung đồng 4 nhá. Và tham gia website này hay là rung đồng này, đó đang có một số website rung đồng ở đây. Đó, chính xác rất mạnh. Một số cái nhật bài viết như này để mọi người cùng tham khảo, cùng phân ly giải trí sau những cái giờ làm khó khăn nhá, mệt mỏi nhá. Hiện tại người đầu cũng đang triển khai kênh TikTok rất là mạnh này, mọi người tham gia kênh TikTok người đầu chứng khoán nhá. Gọi là người lấy đò CK.com. Đó, người đầu CK.com sẽ ra nha mọi người. Đấy thì xin chào mọi người và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo. Và nếu mọi người có thắc mắc gì mà muốn người đầu triển khai làm về video gì, phân tích về nhóm ngành gì, phân tích mã phiếu gì thì mọi người hãy comment ở dưới video này để người đầu hỗ trợ nhá. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.